Việt Nam chúng ta đã có rất nhiều những hiện tượng mạng, nhưng mà sau đó thì mọi người lại không còn nghĩ đến những nhân vật đó nữa, không biết đến nhiều những nhân vật đó nữa. Hòa Bình có sợ điều đó không? Theo mình nghĩ thì nếu như mọi người để ý kỹ thì mọi người có thể nhận ra một điều, đó là những các anh chị đi trước, những cái hiện tượng đi trước thì đều có một cái khác biệt đối với Vinh, đó là Vinh không có ý gọi là chê bai, nhưng mà phải rõ ràng là các anh chị không có khả năng ca hát, riêng Vinh thì Vinh có. Đó là một cái lợi thế để Vinh có thể đi đường dài. Cái tuyệt chiêu gì của Hoa Vinh để mình có thể đi trên con đường nghệ thuật này, nằm trong trái tim của người hâm mộ thật là lâu, thì tuyệt chiêu của Hoa Vinh là cái gì? Thực ra nói tuyệt chiêu thì không có đâu. Vinh đi lên từ những cái tự nhiên nhất thì mai này vẫn thế thôi, Mình sẽ giữ giữ cái cái phong đó cách thôi. đó, nhưng mà mọi người sẽ hỏi, sẽ nói về Hoa Vinh đó là một cái thánh cover, mình sẽ hát lại những bài hát như vậy, thì trong tương lai Hoa Vinh có dự định gì Có, chưa? chính xác, mình sẽ làm lại tất cả và sẽ bật mí cho mọi người, đó là sau này mọi người sẽ được còn nghe được rất rất nhiều những cái khúc tưởng như đã chìm vào quá khứ rồi. Mình sẽ đào lên Và và Hoa làm Vinh mới lại. sẽ giữ lại cái vẫn là cái cover, vẫn là cái cách hát cover là những cái bài hát như vậy, nhưng mà Chỉ sẽ chỉ là một 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 phần phần một phần thôi. Còn cái quan trọng nhất là vẫn là những cái bài hát riêng của Vinh, bài hát mới. là sẽ có những bài hát mới, và Hoa Vinh cũng sẽ có kế hoạch làm sống lại những ca khúc mà đã lãng quên, mọi người Chính đã xác. lãng quên trong thời gian này. Cover là như vậy. Nhưng mà sau khi mà mình dành thời gian mình cover trên mạng rồi, sau đó thì Hoa Vinh sẽ, một tháng thì thường Hoa Vinh sẽ diễn bao nhiêu ngày? Bây giờ thì thực ra mới thì Vinh nên mình muốn nhận thật là nhiều nhiều để trau dồi những cái kỹ năng trên sân khấu này, giọng hát, rồi là làm quen trên sân khấu ấy, áp lực tất cả mọi thứ, những cái gì trong nghề chỉ biết. Còn mai một thời gian nữa thì Vinh bắt đầu Vinh ngưng ngưng dần. Một tháng thì chắc chỉ nhận khoảng 10 cho đến 15 show. Vậy thì nếu mình dành thời gian để mình đi sâu, mình dành thời gian để mình đầu tư trên sản phẩm âm nhạc, thế thì Hoa Vinh còn có một cái suy nghĩ là mình sẽ dành một thời gian nào đó để vẫn còn thể có thể đáp ứng được những khán giả yêu quý mình trên Facebook giống như livestream trước đây nữa hay À, không? có Ngày ngày hôm hôm qua qua.